Mình đi đón ghe nước nha mọi người. Có nước rồi, mừng quá. Ghe này là ghe 60 khối nha. Kêu ghe 100 khối thì không có. Bây giờ mua đỡ 60 khối. 60 khối thì một ghe 3 triệu 6 nha. Xong này sâu nhưng mà nó cạn là cạn đáy luôn á. Sáu chục khối này tôi được mấy bữa. Theo cái địa mình sâu qua cạn nữa, nhiều khi cái địa cạn cái nằm chặt bẹt tên nó đâu có nhiều. Ủa cái này 0,2 nó hơn bữa rồi. Không phải. Hả? Không phải là biết sao. Bữa hôm con đo cũng cái này nó cũng 0,1, cái này nó 0,2 rồi. Bữa nay nó hơn bữa, mặn hơn. Không phải 2. Cao hơn ẩm chút ạ. Nó cao hơn bữa ẩm là đúng 0,1 luôn. Bữa này nó lấy cái này cho chắc nó mặn vô tới đó hả? Không phải. Biết sao? Hồi nãy bơm nước qua cầu á. Là bơm vô mình bơm ra thì thế nào nó còn vài chừng xô hay xô trong đó trong kia. Chứ đâu qua đó. Đúng rồi, hồi nãy chú qua cái cầu Tâm Bình trong đây nó còn. Qua cầu không lọt. Rồi bơm nước vô mình bơm ra thế nào nó còn xô hay xô. À. Nước là nó lấy chuẩn lắm vậy. Là mình có bơm nước ở ngoài vô để cho nó xuống đó, ha. Dạ. 0,2 cũng được. 0,2. Nước về rồi bà con ơi. Đây xà lan ngoài sông kia, bây giờ gắn ống mềm này vô đây, xong rồi cái mình vô ống mũ của mình. Mua được một ghe nước mừng ghê các bạn. Sầu riêng cũng lá quá trời rồi. Có nước này xong về tưới 1 giờ, tưới 1 chuyến nó phải thiệt là đá luôn, xong rồi phải mua thêm. Nhiêu đây là 60 khối thì chắc tưới một quận là hết rồi mọi người. 60 khối là một cái xà lan này 3,6 triệu. Bây giờ đang chờ người ta nối ống vô, nối dây vô rồi người ta mới đầu bơm vô cho mình. Rồi xong rồi bắt đầu tưới liền. Bây giờ là không cây không có chờ được nữa rồi.
làm mũ dọn mương là làm mũ luôn, một mũ đặt dưới đây sẵn hết. Bơm vô tưới, hôm nay quá trời khô. Mua xà lan lớn thì nó lợi hơn, nhưng mà xà lan lớn bây giờ nó chạy khu vực gần 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 nó bán được nhiều chuyến đó mọi người. Bây giờ mình mua được cái nào là mừng cái đó rồi, chứ không có lựa chọn được. Mọi người thấy không? Dài ngoài kia nữa nha, mũ ngoài kia dài, mương mình toàn bộ mương mình là mình dọn hết rồi. Bây giờ là coi trữ được bao nhiêu càng nhiều càng tốt. Hạn mặn nó vài bữa nó dữ nữa chứ không phải bây giờ như vậy đâu. Người thấy cây cối nè, quá trời the tua. Phì lên luôn. Nếu như mà mình nản á, mà mình bỏ cuộc á, thì chắc chắn là sầu riêng mình sẽ chết. Thì khi đó là mình sẽ bị mất trắng, trắng tay luôn. Hồi xưa giờ mình sống bằng cái sầu riêng, mà giờ sầu riêng nó chết là coi như là mình trắng tay, mình không còn gì nữa cả. Đó là tài sản của mình mà. Cho nên là mình phải cố gắng tìm đủ mọi cách hết luôn. Mọi người là chia sẻ với Thịnh rất là nhiều thứ. Nào là khăn giếng, nào là mua máy lọc nước, nào là đi mua nước bình tưới. Nói chung là mọi người quan tâm tới Thịnh và nông dân miền Tây. Mọi người chia sẻ rất là nhiều thứ. Thịnh cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà nông dân ở miền Tây thì hiện tại là Thịnh chắc chắn với mọi người một điều là không ai chịu ngồi đó mà chịu chết đâu. Thì mọi người sử dụng rất là nhiều cách để mà cứu cây. Bây giờ có bước ra đường là mọi người thấy xe người ta chở thùng 20 lít, 50 lít người ta chở, vẫn phải chạy, vẫn phải chở, vẫn phải đi kiếm nước để mà mua, để mà tưới cây, xịt thuốc, đủ kiểu luôn, chứ không phải là bỏ cuộc đâu. Nông dân miền Tây mình không bao giờ chịu bỏ cuộc đâu mọi người. Thịnh cũng vậy, sẽ không bao giờ bỏ cuộc, mình sẽ cố gắng hết sức. Khi mà Thịnh đang đứng tưới sầu riêng ở đây á, thì ngoài lộ, ngoài kia, ngoài chiếc xe đang chạy ngoài kia á, là người ta đi chở nước tấp nập luôn mọi người ơi. Người ta đi mua nước ở ngoài lộ, người ta chở về vườn để mà người ta tưới cây hoặc là người ta xịt thuốc.
bây giờ là nước toàn bộ là đi mua không à. Những cây sầu riêng mà nó có nước tưới như thế này rất là mừng. À, có nhiều người kêu Thịnh là mần cỏ đi, mần cỏ mô đi rồi lấy cái mũ đậy lại, nhưng mà thời điểm này mần cỏ là chết đó mọi người ơi, không mần được đâu. Nhờ những cái cỏ này sầu riêng của mình mới cầm cự được, nó mới sống được thôi. Mình mần cỏ đi là nó sẽ khô, nó hóc cây dữ lắm. Hôm bữa mần cỏ cái đường đi thôi nè, nhưng mà nó hóc rồi, nó hóc nắng lên á, rất là hóc luôn, cho nên là Thịnh ngưng không có mần được nữa rồi, chỉ có mần hôm bữa mần cái đường đi thôi, rồi chừa cỏ toàn bộ trên mô. Mọi người thấy là nhờ những cái cỏ dại này á, nó cứu cây á, coi vậy chứ rất là quan trọng nha, cỏ rất là quan trọng. Những cái mô mà cỏ đậy như thế này á, đậy cỏ khô như thế này á, không bao giờ bằng được những cái cây cỏ tươi này đâu. Khi mà mọi người tưới lên đây á, nó sẽ điều hòa cái nhiệt độ, cái không khí xung quanh cái mô, nó giữ cho cái mô của mình nó sẽ có nước, có độ ẩm, cây mình nó trụ được lâu. Chứ còn mà mần cỏ rồi là nó khô, nắng nó dữ dằn lắm. Bây giờ Thịnh vừa tưới vừa nói chuyện như thế này, Thịnh sợ là nó sẽ rất là ồn ào và mọi người không nghe, cho nên là để Thịnh tưới xong Thịnh tắt rồi Thịnh sẽ ngồi nói chuyện với mọi người nha. Thịnh xin chào mọi người nha. Thịnh đang ngồi đây để mà bơm cái truyền nước từ cái ống mũ bên đây sang cái ống mũ bên đây. Cái ống mũ này là cái ống mà trữ nước chính để mà Thịnh tưới đặt cái mô tưa ở đằng kia, mô tưa và tưới cây bằng cái vòi xịt thuốc đó mọi người. Thì bây giờ mình phải chịu khó tưới bằng cái vòi xịt thuốc đó đó. Sáng tưới khu này, chiều tưới khu kia, rồi sáng hôm sau lại tưới lặp lại, để cho nó mình cứ giống như là mưa dầm thấm đất vậy đó, mình tưới qua tưới lại, tưới qua tưới lại. Tại vì cái lượng nước của mình nó nhỏ cho nên là mình phải tưới thường xuyên. Chứ mình toàn bộ mô sầu riêng của Thịnh đều có bét phun, nhưng mà mình mua nước xà lan như thế này mình không đủ nước để mà mình tưới bằng cái bét phun đó, nó không có đủ, không có thấm vào đâu hết trơn á, cho nên là phải mình tưới gọi là tưới mà để mà cầm cự thôi, mình tưới bằng dây xịt thuốc. Thì cái clip này Thịnh quay mấy ngày mới xong. Tại vì khi mà xà lan vô á, mọi người thấy là khi mà xà lan vô là bắt đầu người ta bơm vô đây. Bên vô đây là Thịnh sẽ lội dưới mương á, để mà mình căng hai cái tấm mũ qua hai bên, để cho cái lượng nước nó vô nó không có bị tức cái, nó chảy đều vào trong cái bịch mũ, để không nó bị bể cái bịch mũ này. Ở đây nước hơi ồn. Thì cái mũ này là mình mua cái loại mũ dày á, nhưng mà cái mũ này nó có cái nhược điểm là nó bốc hơi nha mọi người. Nó bốc hơi á, tại vì sau khi bơm xong á thì sáng mình đến mình thấy cái lượng nước nó bị hụt, mình thấy rõ ràng luôn á, nghĩa là nó bị mất nước. Thì mũ này cũng dày nên là nếu mình xài kỹ á, thì nó sẽ không có bị rách đâu. Còn hai đầu mũ là nó bán ống tròn như thế này, nó tròn sẵn luôn, nó tròn sẵn luôn á mọi người. Thì nếu như mà con mình chúng ta mà có cái chỗ nơi mà gác cao như thế này, ở kia là cái mương và ở đây là cái bờ đó, thì nó cao lên thì chỉ cần gác lên đây thôi là nó không có bị tuột xuống, mà chúng ta bơm nước vào trong thôi, trong ruột thôi. Còn cái những cái đầu đằng kia thì Thịnh không có chỗ gác, thì Thịnh phải buộc một đầu và mở một đầu để bơm nước vô giống như thế này nè đó. Đây là cái máy hút truyền nước qua cái ống mũ bên kia của Thịnh nè. Thì nó hút cũng gần hết nước rồi đó mọi người. Đây, mọi người thấy nó xẹp xuống không? Thì cái chỗ này thì nó bị rách sẵn. Nó rách sẵn cho nên là mình đút cái máy ở đây luôn, chứ không phải là mình đút ở giữa ống như thế này đâu. Chỗ nào mà mình đút ở đầu miệng ống á thì nó sẽ hay hơn. Còn này nó rách sẵn cho nên là Thịnh câu lên đây rồi Thịnh hút luôn. Nó gần cạn rồi nè. Tổng cộng là Thịnh làm tới 4 cái mương lần, 4 cái mương và 4 cái mũ như thế này. Hồi nãy Thịnh quay hai ống rồi, đây là ống thứ ba nè. Cái này Thịnh nói là cái mương này nó có cây đằng kia cho nên là Thịnh không có trải hết cái mương này được, cho nên là Thịnh gác cái cây qua đây và Thịnh túm cái đầu mình cột lên. Thì cột cho chắc cho kỹ nha mọi người, nó để thôi nó không có bung nó vuột ra. Thì cái đầu này cột thì cái đầu kia phải hở. Cái đầu đằng kia hở và gác lên bờ nha, thì mình bơm nước là bơm cái đầu đằng kia. Đó. Nó vô đây. Thì mình chừa nó bơm mình dở cái miệng kia lên cho nó thông hơi thì nó sẽ không bị bể ở đây. Thì mình bơm mình cảm thấy cái lượng nước nó vừa đủ thì mình tắt. Chứ đừng có cho nó căng quá thì nó sẽ bị bể nha mọi người. Thì mình đã thử rồi thì mình thấy không có bể. Mình một cây mũ
2,1 triệu thì mình bơm 60 khối là nó dư luôn, nó dư cái mũ á, nghĩa là nó còn chứa được hơn 60 khối nha. Nên mọi người thấy là nó còn chỗ trống nè, nhưng mà mình không bơm bít cái này được. Bít cái này có thể nó nổ hoặc là nó bể như thế nào, tét cái là nước mình sẽ bị mất. Thì cỏ thì mình cho nó nằm đè lên luôn, nó rất là êm. Nhưng mà nó bị mất nước nha mọi người, nó bốc hơi hay như thế nào đó nó bị bốc nước nha. Thì bây giờ tại vì Thịnh mua là Thịnh tưới liền, tranh thủ tưới liền. Thịnh tưới mấy ngày nay thì cái đất của mình nó cũng có cái độ ẩm rồi mọi người. Nè, nhờ những cái cỏ rau trai này rất là tốt nha, rất là ngon nha. Đây, thì tưới ngày qua ngày thì cái cuối cùng thì cái mô nó cũng có ẩm á mọi người. Mọi người thấy không? Đó, hôm bữa là nó khô queo luôn. Giữ được ẩm thì cái cây sầu riêng của mình nó sẽ trụ được lâu. Mình cứ tưới hoài, đừng để nó khô. Có những cái cây này là thưa lá hết trơn. Nhưng mà còn những cây tơ này nó rễ nó mạnh thì mình cố gắng giữ nó. Gắn qua cái gắn mình gắn làm sao mà vừa cho tới mùa mưa luôn để cây của mình nó sống, chứ nó sẽ không sẽ chết. Nó chết cũng một số rồi mọi người. Đây nè, như cái cây này là coi như xong. Một cây rất là to, nhưng mà cây này thì tình hình là chắc mình phải cưa ngang để mà tháp lại rồi. Cái này là nó bị như vậy là không phải là do nó mình tưới nước mặn, mà là do không có nước tưới. Hôm bữa không có nước tưới cho nên là nó bị rụng lá rồi nó chết ngọn chết cành như vậy. Thưa rỉnh nè. Đó mọi người thấy sầu riêng tơ mà nó thưa lá như vậy thì những cây già nó còn tệ hơn. Còn đây là cái ống mà Thịnh dùng để tưới chín nè mọi người. Là tất cả các ống mũ kia là tập trung nước về cái ống này. Thì Thịnh gắn cái đầu hút của cái motor xịt thuốc vô đó. Tại vì cái đầu này là mình cột bít một đầu đây rồi, rồi gác lên một cái cây cột. Thì nó sẽ tụ nước lại đây nhiều nhất để mà mình có thể tưới. Thì Thịnh đã mua được hai cái xà lan rồi. Và đây là xà lan thứ hai và tưới nó cũng gần hết nước rồi. Và chuẩn bị tiếp tục cái xà lan thứ ba. Ở bên này là còn một cái ống nước nữa. Nó như Thịnh nói là tổng cộng là trữ 4 cái ống lận. Và tưới gần hết rồi mọi người. Cái ống này thì là cái đầu bên kia là hở luôn nha. Cái đầu này cũng hở luôn. Thì mình chỉ gác lên bờ rồi mình xoắn cái đầu lại thôi. Nó không có chảy ra được. Bao nhiêu đây thì cũng nhiều nước đó, cũng cả chục mười mấy khối á mọi người. Tổng cộng là 120 mét khối nước. Nhưng mà tưới gần hết rồi. Nó xẹp rồi. Hôm bữa là cái này nó dung lên. Nó dung lên là gấp đôi. Bây giờ nó chỉ còn phân nửa thôi. Và nước nó nằm trong đây nè mọi người. Cảm giác như là nó bị bốc hơi hay như nào đó. Tại vì rất là nắng. Ở đây nó không có cây tre nè. Mấy ngày hôm nay là nắng đổ lửa luôn. Nắng thấy ghê luôn. Sầu riêng của Thịnh á, là những cây nào mà hôm nay không có nước tưới á, là nó đổ lá. Nó đổ lá mà mọi người thấy là muốn đầy gốc luôn á. Thì Thịnh mới tưới cho nên là nó xẹp xuống á. Nó đổ lá mà khủng khiếp luôn mọi người ơi. Nó rụng lá, lá già lá non gì nó rụng hết luôn. Rồi những cái cành đó nó khô nó chết. Bây giờ có nước thì mình mua được nước thì mình tưới tới đâu hay tới đó. Mình tưới là tưới nó đẫm như thế này luôn mọi người. Tưới ướt đất luôn nha. Rồi ngày sau lại tưới nữa. Bây giờ chỉ có cách là chịu khó tưới thôi. Chứ không còn cách nào hết trơn á. Mưa thì mình chờ rất là lâu. Nước ngọt thì không có về luôn. Một gốc sầu riêng á, Thịnh có thể ngồi khoảng gốc to Thịnh ngồi khoảng ra là 30 phút. Còn gốc nhỏ phải 15 đến 20 phút thì mới giáp, thì nó mới ướt cái đất, cái mô. Tại vì hôm nay nó khô cằn quá nhiều rồi. Mà có khi Thịnh đứng, có khi Thịnh ngồi, có khi Thịnh bắt ghế Thịnh ngồi. Nói chung là đủ kiểu hết luôn. Ngày tưới thì rất là lâu, tưới bằng cái này rất là lâu. Nhưng mà tưới chỉ có cách này thì mới đủ nước để mà mình tưới nó duy trì được lâu thôi. Chứ mình không thể, mọi người thấy là bét phun đầy đủ hết rồi. Một cái gốc là 4 cái bét phun.
nhưng mà mình không thể sử dụng cái bét phun đó được. Mọi người thấy cái gốc này là đổ lá, nó đổ rất là nhiều luôn, đầy gốc luôn đó mọi người. Nhà Thịnh ở gần sông là may mắn hơn rất là nhiều người rồi, có thể dễ dàng mua được cái nước tưới cây là một điều may mắn rồi. Và những cái cây này nó có thể nó sẽ cầm cự được khi mà mình có nước tưới như thế này. Còn những cái nhà mà ở xa sông á, là mua xà lan nước là người ta đâu có chạy vô được, và phải mua xe ba bánh là người ta chở vô thì rất là mắc. Bây giờ thì mình còn có thể mua được thì mình cố gắng mua để mà mình tưới, mình duy trì cái cây của mình, gắng giữ được cho nó qua sống sót qua được cái thời gian khó khăn này. Bây giờ thì chiều rồi, trời cũng còn trời mát, thì Thịnh tranh thủ Thịnh tưới tới 9 giờ tối luôn. Sáng thì ba Thịnh tưới sớm rồi sau đó Thịnh ra Thịnh tưới với ba. Còn chiều như thế này là Thịnh tưới tới tối luôn mọi người. Thịnh tưới tới 9 giờ tối luôn. Tại vì cái thời gian mà sáng với chiều tối là nó mát mẻ, mình tưới nó cái độ ẩm nó cao. Còn mà trưa nắng mình tưới là mình xịt vô cục đất thì nó không có ướt được cục đất, nó mất nước rất là nhiều. Còn mình cố gắng mình tưới khi mà trời mát mình tưới thì cái lượng nước của mình, cái đợi dược cái đất nó sẽ ẩm ướt hơn. Và bây giờ Thịnh là phải đi tưới cây tiếp tục rồi. Và Thịnh xin chào mọi người nha. Thịnh muốn nói là mọi người hãy cố gắng lên, Thịnh cũng vậy, đừng bỏ cuộc, mình cố gắng hết sức thôi. Còn mọi chuyện tới đâu thì chắc là do mọi chuyện nó coi như là mình chấp nhận thôi, chứ mình cũng không có, mình chỉ cố gắng hết sức mình có thể thôi. Thịnh chúc mọi người là thật nhiều sức khỏe nha, để mà cố gắng vượt qua cái khó khăn này. Thịnh xin chào và hẹn gặp lại mọi người.